Xin chào cả nhà. Chào cả nhà đang theo dõi live stream. Thì ngày hôm nay thì gian hàng của chợ Gừng Tú Anh Gia Vương thì mình sẽ giới thiệu về cái sản phẩm chợ gừng này cho các anh chị mình ha. Đầu tiên thì Nguyên sẽ chia sẻ về những cái sản phẩm mà về chợ gừng mà Gia Vương đang có. Thì mình sẽ có những hộp chè gừng như thế này. Đây là loại 20 túi 100 g để anh chị. Và mình cũng có những cái hộp là 30 gói hộp như thế này ha. Những cái hộp này mà thì bên mình thiết kế để mà các anh chị mình có thể là mua về sử dụng, hoặc là mình có thể tặng cho khách hàng, đối tác hay là người thân của mình thì cũng rất là tiện. Thì bên cạnh đó thì mình khi mà mua những cái này thì mình sẽ có những cái có cái túi để đựng ấy, được tặng kèm. Ok, thì Nguyên sẽ hướng dẫn cho cả nhà về cái cách để mà mình pha trà gừng ha. Đây là cái hộp mà mình đã bóc sẵn rồi. Thì đây là những cái gói ở trong hộp trà gừng này. Đây, mỗi buổi sáng thì chúng ta chỉ cần pha một gói này với khoảng 60 ml nước sôi thôi là chúng ta đã có được một ly trà gừng thơm ngon, vừa cay ấm, và có sẵn cái độ ngọt rồi. Và cái đường ở trong cái trà gừng Hòa Tan của mình đó thì là đường phèn nha, nên là cái vị ngọt của nó sẽ dịu thôi, nó thanh chứ nó không có gắt. Và nó đường phèn thì cũng rất là tốt cho sức khỏe nữa, và độ ngọt thì nó cũng vừa phải. Thì khi mà mình uống trà gừng á, thì đặc biệt là sắp đến mùa giao mùa ấy, đặc biệt là buổi sáng thì trời se se lạnh ấy, thì khi mà chúng ta sau khi mà chúng ta ăn sáng rồi chúng ta sử dụng một ly trà gừng ấm nóng như thế này, nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta bảo vệ được cái cổ họng nè, rồi phòng chống được những cái bệnh cảm thông thường. Và đồng thời thì trà gừng như mọi người đã biết á, thì mình còn có công dụng trong vấn đề là tăng sức đề kháng đó. Đặc biệt là trong cái mùa dịch này thì nó sẽ rất là cần thiết. Đây, mình sẽ cho một gói như thế này nhé. Một gói như thế này thì tương đương với khoảng 5 g bột gừng Hòa Tan. Thì mình sẽ cho vào, và lưu ý là mình sẽ sử dụng với nước đun sôi nhé. Đun sôi để mà cái tăng cái hương vị của trà lên. Rồi thì mình sẽ cho nước sôi khoảng tầm 60 ml nước sôi ha, vào trong cái ly và mình khuấy lên. Thì đối với trà gừng Hòa Tan của bên nhãn hàng của mình á, thì các anh chị mình cũng không cần phải thêm gừng, hay là không cần phải thêm cái những cái gia vị khác đâu, tại vì một ly như thế này là đã vừa vị rồi, nó giống như là mình pha một ly trà gừng tươi vậy đó. Nhưng mà mọi người rất là thơm, mùi gừng rất là thơm. Thì bình thường nếu mà mình ra chợ để mà mình mua gừng xong rồi về chế biến gọt rồi pha một ly trà gừng á, thì thật ra là nó rất là mất nhiều thời gian và chúng ta cũng không có thể nào mà làm thường xuyên được. Cơ bản là mỗi sáng mà phải làm một ly thì nhiều khi là chúng ta bận rộn ấy, đặc biệt là các anh chị mình đi làm công ty, làm văn phòng ấy, thì không có nhiều thời gian đâu, thậm chí là nhiều khi mình còn chưa kịp ăn sáng nữa. Thì để mà tự chế biến một ly trà gừng tươi á, thì mất quá nhiều thời gian và cũng không có tiện lợi nữa. Cho nên á, là khi mà chúng ta sử dụng một gói mỗi ngày như thế này nè, rất là tiện luôn. Bắt nước sôi sẵn lên là có được một ly trà gừng tươi rồi. Rồi, chúng ta cùng thưởng thức nhé. Mời cả nhà. Đầu tiên là mình nghe được cái mùi gừng cay rồi đó. Thơm, rất là dễ chịu. Cái vị ngọt thì nó vừa phải, và khi mà mình uống uống vào á, thì cái hậu của nó có sự cay cay ấm ấm, rất là thích, đặc biệt là trong cái mùa lạnh á, khi mà mình uống như thế này nè thì nó rất là dễ chịu luôn. Và khi mà chúng ta uống vào buổi sáng á, thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của mình.
Bởi vì khi mà đặc biệt là khi mà chúng ta buổi sáng thì nhiều khi chúng ta còn chưa được tỉnh táo á, thì uống một ly trà gợp này nó còn giúp cho mình cảm thấy tỉnh táo và cũng có năng lượng để mà chúng ta có thể làm việc được ha. Bình thường á thì Nguyên có chia sẻ về một số cái cách để mà chúng ta có được những ly trà gừng thơm ngon. Thì có thêm một số cái gia vị như là cam hoặc chanh hay là tắc, mật ong. Thì nếu mà tiện, nếu mà có ở trong nhà thì các anh chị mình có thể thêm vào để mà mình tăng thêm cái gia vị, và mình lâu lâu thỉnh thoảng thì mình cũng làm mới cái một cái ly trà gừng của mình ấy. Thì đó cũng là một cái cách để chúng ta thưởng thức được một ly trà gừng. Thì bình thường thì vào những ngày cuối tuần hoặc là những ngày nghỉ á, hoặc là nhà mình có khách thì sẽ thì bình thường ở nhà mình mà những dịp mà có khách á, thì mình sẽ pha một gói này, xong rồi mình cho thêm mật ong nè, cho thêm một ít tắc hoặc là chanh, hay là ở nhà mà có cam á, thì mình có thể là sắc một vài lá cam mình bỏ vô, thì để cho nó tăng thêm cái gia vị cho cái ly trà gừng, với lại làm cho cái ly của mình nó trông đẹp mắt hơn ấy. Thì đây là một cái ly trà gừng mà mình uống mỗi ngày vào buổi sáng. Thì nó đơn giản lắm, chỉ cần pha như thế này là uống được rồi, không cần phải thêm thắc gì hết, nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái vị thơm ngon của gừng tươi, cũng như là nó có độ ngọt vừa phải rồi, nên là chúng ta cũng không cần phải tốn thời gian để mà mình đi nấu nước đường các thứ, rất là tiện lợi. Thì đó là cái cách mà mình pha trà gừng ha. Thì hiện tại á, một hộp như thế này á, thì bên Gia Vương thì cũng có chia nhỏ ra các gói cho như thế này nè, khoảng tầm 2 gói 5 gói, hoặc là để mà khách hàng có thể là sử dụng, có thể trải nghiệm thử á, thì giá nó cũng rất là rẻ thôi. Thì các anh chị mình có thể là mình chưa mua được cái hộp mà lớn như thế này nè, thì mình có thể là trải nghiệm thử bằng những cái gói nhỏ nhỏ mà bên công ty có set cho mình ấy, để mình có trải nghiệm thử. Nếu mà trải nghiệm ok thì các anh chị mình có thể là mua những cái hộp như này nè, uống nó sẽ rẻ hơn và tiện hơn. Đặc biệt là bình thường á, thì khách hàng của bên Nguyên á, thì khi mà đã trải nghiệm những cái sản phẩm nhỏ nhỏ như thế này rồi á, thì họ sẽ mua những cái hộp như thế này, tại vì một hộp như thế này thì là 300 gram, và giá bán của nó chỉ có 200 ngàn thôi, thì nó tiết kiệm hơn rất là nhiều so với việc là mình mua nhỏ, mình mua lẻ ha. Còn các anh chị mình có thể là để mà mua tặng quà thì mình có thể chọn những cái hộp này. Hộp này rất, nhìn rất là sang trọng và nó cũng dễ phối quà, đặc biệt là trong dịp sắp Tết rồi á, thì các anh chị doanh nghiệp hoặc là các anh chị nào mình muốn gói quà thì mình có thể là liên hệ với công ty để mình có thể là có được những cái hộp trà gừng vừa sang trọng vừa tiện lợi và có cái mức chiết khấu dành riêng cho các anh chị doanh nghiệp nhé. Thì đó là một trong những cái mà hôm nay công ty Gia Vương muốn chia sẻ đến với quý khách hàng, và hy vọng là trong thời gian sắp tới sẽ được khách hàng ủng hộ và cũng như là tin tưởng. Thì nhân dịp đây thì bên công ty cũng có một cái chương trình khuyến mãi, một chương trình khuyến mãi mà rất hiếm khi mà diễn ra, đó là khi mà các anh chị mình mua một hộp mà trà gừng như thế này. Thì dịp này bên công ty Gia Vương cũng có một cái chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng, đó là khi mà các anh chị mình mua một hộp trà gừng như thế này 20 gói trị giá là 100 ngàn, thì chúng ta sẽ được tặng kèm một gói mứt bất kỳ, một gói mứt bất kỳ nhé, để các anh chị mình có thể là trải nghiệm, mình vừa uống trà mình vừa ăn mứt thì quá tuyệt vời đúng không ạ? Ở đây thì chắc là mình sẽ xé thử một gói mứt nha. Đây là vỏ bưởi, thì mình sẽ xé thử nha anh chị. Đây là vỏ bưởi, bên mình cũng có bán lẻ cái này luôn, nhưng mà ở đây thì mình sẽ mở ra một ít để cho các anh chị mình xem qua ha. Thì cái quà tặng thì một gói mứt bất kỳ nhé, anh chị mình sẽ được tặng kèm để mình ăn thử, vừa ngâm nhi một ít mứt mà vừa uống một tách trà nóng
thì quá tuyệt vời trong những ngày xe lạnh đúng không ạ? Đặc biệt là những cái loại mứt cơ của bên 55 Food đó anh chị. Đây là những sản phẩm do trường Đại học 55 Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất nè, do các đây là được sản phẩm được phát triển bởi nhà khoa học trường Đại học 55 Thành phố Hồ Chí Minh nha. Và những sản phẩm này thì hoàn toàn không có chất bảo quản nha cả nhà. Đây là sản phẩm vỏ bưởi sấy nè, rất là ngon. Không có đường, không có đường, gọi là không có quá nhiều đường á, nên là không có sợ, đây là phù hợp cho mình ăn trong chế độ giảm cân nè, không có sợ mập đó. Rất là tuyệt vời, nên chị mình có thể làm trải nghiệm thử nhé. Rất là ngon nha. Này nhìn ăn giống như Tết á, mình ăn xong rồi uống trà. Thì cái chương trình khuyến mãi của công ty á thì chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 3 ngày thôi nha cả nhà. Thì với cái chương trình mà mua một hộp trà gừng 100 g á, với giá 100.000 mình được tặng một gói mứt bất kỳ á cả nhà. Thì mình sẽ chỉ có 20 phần để cho khách hàng mình trải nghiệm thử thôi. Cho nên là các anh chị mình nhanh chóng đặt hàng để mà mình được trải nghiệm nha. Và Nguyên tin rằng là các anh chị mình sử dụng sẽ rất là hài lòng về sản phẩm, và hy vọng rằng khi mà các anh chị mình sử dụng rồi thì hãy cho công ty Gia Vương, gian hàng Trà Gừng Tú Anh Gia Vương những cái feedback và những cái đánh giá nha. Thì đó là một số những cái chia sẻ từ bên phía công ty. Hy vọng là sẽ trong thời gian sắp tới sẽ được sự ủng hộ của quý khách hàng, của các anh chị ha. Rồi, thì xin chào và tạm biệt các anh chị nha.